Chính phủ hứa hỗ trợ các bà mẹ tương lai vượt qua đại dịch. Bộ trưởng Bộ Lao động Canada nói rằng, chính phủ liên bang Canada sẽ hỗ trợ các bà mẹ tương lai là những người hiện đang bị bỏ quên trong các chương trình hỗ trợ khẩn cấp chống đại dịch của chính phủ bằng cách họ cho phép họ hưởng các trợ cấp liên bang sau khi họ sinh con. Theo Global News, các phụ nữ đang mang bầu đã đăng ký chương trình trợ cấp thất nghiệp khi đại dịch mới bắt đầu. Tuy nhiên, họ nhận ra rằng mình đã không được tự động chuyển qua chương trình hỗ trợ khẩn cấp CERB của chính phủ liên bang khi nó mới được bắt đầu vào đầu tháng này. Theo đó, vẫn còn rất nhiều người đang phải đợi số tiền trợ cấp lần đầu tiên của mình và họ đang lo lắng rằng họ sẽ có thể làm việc không đủ giờ để có thể hưởng trợ cấp sau sinh và các trợ cấp liên quan. Bộ trưởng Bộ Lao động đã nói với truyền thông vào hôm nay, thứ Sáu ngày 24 tháng 4 rằng chính phủ liên bang sẽ sửa đổi chương trình nhằm chắc chắn rằng sẽ không bỏ sót một người nào. Bộ trưởng nói rằng những người đang mang bầu, sẽ được hưởng toàn bộ trợ cấp sau sinh của mình và những trợ cấp liên quan. Tuy nhiên, việc này sẽ có thể cần một ít thời gian để chính phủ có thể giải quyết một số sự cố gặp phải hàng ngày. Bộ trưởng nhấn mạnh rằng họ sẽ chắc chắn được hưởng những gì họ cần được hưởng. Theo đó, các bà mẹ tương lai sẽ nằm trong số hơn 7 triệu người dân Canada được hưởng trợ cấp từ chương trình hỗ trợ khẩn cấp CERB của chính phủ liên bang. Theo số liệu được chính phủ công bố vào hôm nay, chính phủ đã chi ra 22,4 tỷ đô cho chương trình này cho 7,12 triệu người dân, trong khi đó ngân sách cho chương trình này dự kiến là 24 tỷ đô. Chương trình CERB là một trong nhiều chương trình hỗ trợ mà chính phủ Đảng Tự Do công bố trong những tuần vừa qua nhằm cứu trợ nền kinh tế do tác động của đại dịch. Theo đó, tổng số tiền chi cho tất cả các chương trình hơn 145 tỷ đô. 400 các số chương trình này đã nhận được sự quan tâm đặc biệt, theo một báo cáo được Cơ quan Giám sát Ngân sách của Quốc hội công bố vào hôm nay. Theo quan chức Giám sát Ngân sách Quốc hội cho biết, gói hỗ trợ 25 tỷ đô cho các khoản vay của các doanh nghiệp sẽ tiêu tốn của chính phủ 9,1 tỷ đô thông qua chi phí tiền lời và số tiền không hoàn lại của các doanh nghiệp. Các chương trình hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đã khiến ngân sách của chính phủ liên bang thâm hụt trong năm tài khoá này và thêm vào nợ quốc gia. Theo báo cáo của Cơ quan Tài chính của 11 tháng trong năm tài khoá năm 2019 cho thấy, giai đoạn từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 2 năm 2020, thâm hụt ngân sách của chính phủ ở mức 7 tỷ đô so với mức dư 3,1 tỷ đô cùng kỳ trong năm tài khoá trước đó. Thu nhập của chính phủ đã tăng 8 tỷ đô hoặc 2,7%, chủ yếu từ việc tăng thuế thu nhập cá nhân. Chính phủ đã sử dụng 17,5 tỷ đô cho các chương trình hoặc 6,3%, chủ yếu từ việc tăng mức trợ cấp trẻ em và người cao tuổi, cũng như chuyển đến chính quyền các cấp trong các chương trình đào tạo kỹ năng. Theo Cơ quan Giám sát Ngân sách của Quốc hội thì nợ ròng của chính phủ liên bang đã vượt qua mức 780 tỷ đô. Hả là? Dạ. Yeah.